Chủ nhà không trả tiền công cho thợ nhưng không ngờ gặp phải thằng điều. Theo đó chiếc cầu thang vừa mới ốp đá xong xuôi, trông rất đẹp và sạch sẽ tuy nhiên khi chủ nhà vào nhà, họ cho rằng cầu thang xấu và không đúng với tưởng tượng của mình. Chủ nhà nhất quyết không trả tiền hai bên xảy ra cái cọ. Nhà thầu cho thợ đập nát cầu thang để trả tiền. Chủ nhà lúc này mới nhận ra vấn đề thì đã quá muộn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh tin Việt để cập nhật tin tức đóng hồi mỗi ngày.